Tôi sẽ test một cái chức năng rất quý giá, giá trị của con Obli Kenwood 990D này. Đó là chức năng làm pre hay gọi là dề. Dề pao đấy các bác nhá. Tiếng Việt của mình cứ hay gọi là dề pao. Cái tên tiếng Anh thì gọi nó là pre. Và con Obli này nó có chức năng là pre. Và đây là thông tin cửa hàng tôi, Minh Audio Hà Đông. Số điện thoại, địa chỉ rõ ràng. Pre là gì? Nó là phần chỉnh âm sắc. Nó như lọc nhạc ấy. Nó chỉnh bát chép cho một âm ly khác. Đây tôi đang đấu đường pre xuống cái âm ly karaoke Jaguar này. Còn âm ly này tôi không đấu nhạc nữa, tôi không đấu loa nữa, bởi chỉ coi nó là cái dề thôi. Đây, không đấu loa nữa nha. Nhưng tôi vẫn chỉnh to nhỏ trên cái âm ly này. Đây là đường vào âm thanh này, tôi đang cắm vào tín hiệu CD. Và đường pre xuất xuống âm ly. Pre là đường ra âm thanh xuất xuống âm ly karaoke này. Đó. Test luôn full chức năng, những tính năng mà nó có cho các bác xem. Cho nó phê 990D, đẹp xuất sắc luôn. Bãi zin, bãi zin và đẹp xuất sắc. Thì nó có cái giá tương xứng với nó luôn, 5 triệu đồng. Nội thất thì cực kỳ đẹp luôn. 4 con tụ to đùng như 4 con tên lửa đạn đạo. Sò thì quá nhiều luôn. Con này nếu mà tính sò ra thì phải 12 con sò nhỏ. Vì nó sò than 2 vít kìa, nó rất to, nguồn to. Và đây là cái chức năng pre tôi sẽ chỉnh này. Đây volume trên âm ly hoặc là cục đẩy để nguyên một mức nhá. Và khi đó mình sẽ chỉnh volume ở trên này. Đó, bạn ơi, mất tiếng này. Và trái có tiếng này. Và phải. Đó. Khi đó thì coi cái này là bộ phận chỉnh âm sắc, còn mình không chỉnh ở trên này nữa. Trên này mình chỉ để mức âm vô lượng, âm lượng của volume cố định thôi. Còn volume mình sẽ vặn ở đây, cân loa vặn đây, lao đớt ở đây, bát chép ở đây. Đấy là cái chức năng pre, một chức năng cực kỳ giá trị. Giả sử các bác nào mà có cục đẩy, có âm ly khác mà không muốn dùng chỉnh âm sắc của nó thì dùng cái này thì quá ok luôn. Xin chào, hẹn gặp lại. Đó là tính năng pre mà tôi muốn nhắn nhủ đến các bác.